Phim kỳ ảo phiêu lưu mang tên Tiên Hắc Ám 2. Bộ phim do nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Angelina Jolie thủ vai ra mắt năm 2019. So với phần 1, kỹ xảo của phần 2 có phần nổi trội hơn, cảnh quay hấp dẫn tinh xảo. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng xem cuộc chiến giữa mẹ đẻ và mẹ vợ nào. Trong phần 1, phù thủy Maleficent bị quốc vương loài người lừa gạt tình cảm. Để báo thù ông ta, Maleficent đã gieo rắc lời nguyền lên công chúa Aurora khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có nụ hôn chân thành mới có thể đánh thức cô. Nhưng trong quá trình tiếp xúc với công chúa, Maleficent dần dần yêu Aurora. Thế là bà ta phá bỏ lời nguyền và trở thành mẹ đỡ đầu của Aurora. Hai mẹ con cùng nhau sống hạnh phúc ở xứ Mus. 5 năm sau, Aurora trưởng thành, cô trở thành nữ hoàng xứ Mus. Lúc này cô yêu hoàng tử Philip của một vương quốc láng giềng. Còn đồng ý với lời cầu hôn của anh ta, Giovan con quạ đen đã lập tức báo tin này cho Maleficent. Nhưng bà ta cáu giận, không có chút vui vẻ nào. Maleficent đến tìm Aurora, khuyên cô đừng để tình yêu làm mờ mắt, bởi vì loài người không đáng tin cậy. Nhưng Aurora quá chìm đắm trong tình yêu, cô cho rằng Philip sẽ là một người chồng tốt. Maleficent thấy Aurora mù quáng như vậy, bà không còn lời nào để nói. Philip về lâu đài. Anh đem tin mình đã cầu hôn thành công báo cho nhà vua và hoàng hậu. Nhà vua đã chán ghét chiến tranh từ lâu, bây giờ hai nước liên minh hôn nhân. Một thế giới hòa bình đang được chào mừng. Hoàng hậu vui mừng thay con trai. Bà đề nghị tối mai dùng bữa với Aurora và mời cả Maleficent. Nhưng chớp mắt, hoàng hậu vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng xoay đầu mannequin canh, mở ra căn phòng bí mật. Bên trong là xưởng sản xuất vũ khí quy mô rộng. Các thợ rèn đang đúc vũ khí không kể ngày đêm. Không những thế, một con tinh linh đang nghiên cứu món đồ gì đó. Trong một căn phòng nhỏ đặt một chiếc máy dệt. Mũi kim nhọn bên trên phát ra ánh sáng ghê rợn. Đây chính là máy dệt bị Maleficent gieo lời nguyền. 5 năm trước, ngón tay Aurora bị kim đâm vào rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Bây giờ chiếc máy rơi vào tay hoàng hậu. Dường như bà ta định dùng nó để thực hiện dã tâm nào đó. Tối ngày thứ hai, Aurora năn nỉ Maleficent mãi, bà ta mới đồng ý đến tham dự bữa tiệc. Trong lâu đài, cả gia đình quốc vương ăn mặc lộng lẫy tiếp đón hai người, sau đó ngồi vào chỗ. Trong bữa tiệc, quốc vương bày tỏ tha thiết mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Nhưng hoàng hậu lại tỏ vẻ đối đầu, bà ta dùng chuyện cũ để khiêu khích Maleficent. Hai người đấu khẩu với nhau, không ai chịu nhường ai, cuối cùng hai người lao vào đánh đá nhau. Maleficent giang đôi cánh, tạo một cơn bão táp trong lâu đài và đánh ngất vài tên thị vệ. Tình thế hỗn loạn, hoàng hậu bỗng chạy đến cạnh quốc vương. Nhân lúc mọi người không để ý, bà dùng chiếc kim đâm vào người quốc vương. Quốc vương bèn bất tỉnh. Tiếp đó hoàng hậu đổ tội lên đầu Maleficent và gán cho bà tội danh nguyền rủa quốc vương. Maleficent chẳng thể chối cãi, Aurora cũng nghi ngờ do bà làm. Thấy tất cả mọi người đều không tin mình, Maleficent đập cánh bay ra khỏi lâu đài. Nhưng khi bà định quay về xứ Mus, thuộc hạ của hoàng hậu đã giương cung bắn vào bà. Cây cung sắt bắn trúng vào bụng Maleficent, bà loạn choạng rơi xuống sông. Thì ra tất cả tinh linh đều sợ đồ vật bằng sắt, Maleficent cũng không ngoại lệ. Lúc này một người đàn ông có cánh giống bà đã cứu bà, sau đó bay lên trời. Quốc vương hôn mê, vương hậu nắm mọi quyền hành. Thuộc hạ báo tin cho hoàng hậu Maleficent đã được cứu thoát. Bà ta lo lắng Maleficent sẽ quay lại báo thù loài người. Thế là bà ta ra lệnh cho thợ rèn nhanh chóng chế tạo cung nỏ sắt và bày trận phòng vệ. Sau đó, hoàng hậu thông báo. 3 ngày sau, công chúa Aurora và hoàng tử Philip sẽ tổ chức lễ cưới. Bà trân trọng kính mời tất cả tinh linh đến tham dự hôn lễ. Các tinh linh không hay biết đây là một cái bẫy, ai nấy đều vui mừng khi được mời. Hoàng hậu